Tiêm kích giác 130 đầu tiên đã về thay thế cho MiG-21. Chúc mừng láng giềng Việt Nam. Trang tin quân sự BMPD.LiveJournal vừa đưa tin là chiếc tiêm kích huấn luyện giác 130 đầu tiên đã được Nga bàn giao cho nước bạn láng giềng của Việt Nam, gia nhập không quân Lào. Theo đó, BMPD.LiveJournal dẫn một nguồn tin từ Lào cho thấy hình ảnh rõ nét của chiếc tiêm kích huấn luyện giác 130 đầu tiên của không quân Lào mang số hiệu 44. Chiếc giác 130 này đã được máy bay vận tải tầm xa IL-76TD mang số hiệu RA-78765 thuộc hãng hàng không Nga Aviacon Citotrans vận chuyển đến thủ đô Viêng Chăn và bàn giao cho không quân Lào vào ngày 20 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền của Lào và Nga chính thức xác nhận. Trước đó, hầu như chưa có thông tin chính thức nào về việc Nga và Lào thỏa thuận hợp đồng mua bán tiêm kích huấn luyện giác 130, mặc dù hồi đầu năm 2016, truyền thông Nga đã manh nha thông tin Bộ Quốc phòng Lào quan tâm tới máy bay giác 130 và thậm chí còn nêu số lượng mà quốc gia Đông Nam Á này muốn mua là từ 16 đến 20 chiếc. Tiếp đó, trong một bình luận trên ấn phẩm báo chí của quân đội Lào hồi cuối năm 2017, cũng có đề cập đôi chút tới giác 130. Nếu thông tin về việc chuyển giao giác 130 cho Lào được xác nhận, quốc gia này sẽ trở thành khách hàng nước ngoài thứ 5 tiếp nhận các máy bay huấn luyện phản lực được sản xuất tại nhà máy chế tạo hàng không Irkutsk. Sau Algeria nhận 16 chiếc, Bangladesh nhận 16, Myanmar 6 chiếc và Belarus là 8 chiếc. Được biết, sau khi loại biên các tiêm kích MiG-21, vài năm gần đây không quân Lào chẳng hề có máy bay chiến đấu nào đúng nghĩa. Vì thế, những chiếc máy bay huấn luyện giác 130 này tới đây sẽ lấp khoảng trống mà MiG-21 để lại, mang đến sức mạnh mới tạo ra thay đổi về chất đáng kể cho không quân của quốc gia láng giềng của Việt Nam. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.